Xin chào 500 anh em đã đến với Khám phá cùng Mít. Các bạn thân mến, chúng ta chắc hẳn đã từng nghe câu chuyện về những chú chó đi hang rậm chỉ để tìm những đứa con của chúng rồi đúng không nào? Con người tự cho mình là số 1 và ở đẳng cấp khác so với các loài động vật vì một trí tuệ siêu việt và hành động có suy nghĩ. Tuy nhiên, có những hành vi của các loài động vật lại khá giống với con người và có thể khiến chúng ta phải suy nghĩ lại về trí tuệ của chúng. Và các bạn có tò mò xem chúng là những loài động vật nào không? Cùng biết tìm hiểu ngay thôi nào! Một, lòng thương cảm. Bạn đã bao giờ nhìn thấy con chó nhà bạn ngáp và bạn cũng cảm thấy chán ngán như thế hay chưa? Từ lâu, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng ngáp là một hiện tượng mang tính lây lan. Nếu có một người ngáp, lập tức nhiều người khác cũng sẽ ngáp theo. Điều thú vị là đặc điểm này cũng được ghi nhận ở những loài động vật linh trưởng khác mà vượn bonobo là một ví dụ điển hình. Hay như loài chuột nghiên cứu khác năm 2006, trên tạp chí khoa học cũng nhận thấy chuột sẽ nhăn nhó nếu chứng kiến những con khác đang phải chịu đựng nỗi đau đớn nhưng chỉ với điều kiện chúng có quen biết nhau từ trước. Tất cả điều này là minh chứng cho lòng thương cảm đối với đồng loại tồn tại ở loài động vật chẳng khác nào con người. Vì vậy, có thể các loài động vật không hề hung dữ như chúng ta vẫn nghĩ. Ngược lại, chính lòng thương cảm đối với đồng loại này càng củng cố thêm sự hợp tác trong bầy đàn. Một cá thể không bao giờ đặt lợi ích và nhu cầu của chúng lên trên lợi ích của cả đàn. Nghiên cứu này cũng đưa ra kết luận rằng, dù đặc trưng này không phải lúc nào cũng hữu ích để tồn tại, nhưng sự đồng cảm giữa các con vật lại là một công cụ của chọn lọc tự nhiên. 2. Hài hước. Những hành động ngớ ngẩn của chú chó khi chạy vòng quanh để cố bắt được đuôi của chính nó hay con vẹt chỉ giỏi nhại lời luôn khiến rất nhiều người trong chúng ta buồn cười. Nhưng chính động vật cũng bộc lộ những âm thanh tương ứng với tiếng cười sảng khoái của con người khi chúng cảm thấy thích thú. Khi các nhà nghiên cứu tại Đại học Washington phát hiện ra rằng loài chuột tạo ra những tiếng rúc ở âm tần số cao, họ cảm thấy nghi ngờ. Sau đó họ tiến hành cù trêu những con chuột thí nghiệm thì hóa ra những tiếng rúc đó là phản ứng sinh học của chuột đáp lại khi chúng có những tình cảm tích cực. Mặc dù chưa có chứng minh khả năng hài hước ở các loài động vật, nhưng nó tồn tại và có liên quan mật thiết với những trò đùa vui nhộn. Khi các nhà khoa học theo dõi tình tình, họ đã thấy rằng không có nhiều bằng chứng cho thấy chúng cười đùa, nhưng chúng biết cách để chọc cười đồng loại của mình. Có con còn tự kiếm trò cười bằng cách chạy sát bên cạnh người huấn luyện, dọc theo chiều dài chuồng với tốc độ rất nhanh. Con tình tình này đột nhiên dừng lại và há mồm cười lớn khi mà người huấn luyện quay ra nhìn chúng. Đúng thật là hài hước quá, đúng không các bạn? Nhiều khi nhìn chúng mà Mít còn thấy mắc cười rồi ý chứ. 3. Quan hệ đồng giới. Gì cơ? Mít có nghe nhầm không nhỉ? Không chỉ con người mà trong giới động vật cũng tồn tại quan hệ đồng tính ở cả giống đực và cái. Điều thú vị là tuy chúng hành động như một cặp và thể hiện sự yêu thương ôm ấp với đối tác nhưng có thể không xảy ra quan hệ tình dục đồng giới. Nhiều năm qua, các nhà khoa học đã nghiên cứu về hành vi thu hút bạn tình của loài chim Hải Âu. Nhưng hơn một thập kỷ trước đây, các nhà khoa học đã vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng gần 1/3 số cá thể của loài chim có mối quan hệ đồng tính luyến ái giữa các con cái trong cùng một đàn. Chúng có đầy đủ biểu hiện của một cặp đôi, quấn quýt bên nhau và cùng xây dựng và bảo vệ tổ nhưng không bao giờ quan tâm đến giới tính của bạn tình. Cặp cái này đều biểu lộ tình cảm yêu thương và thậm chí là nghĩa vụ làm cha mẹ giống như những cặp đực cái khác. Những cặp đôi đồng tính này có thể kéo dài mối quan hệ tới hơn 15 năm. Đúng thật là nếu không tìm hiểu thì Mít sẽ không nghĩ chúng sẽ xảy ra ở các loài động vật luôn các bạn ạ. Thật bất ngờ đúng không? 4. Kỹ năng sinh tồn thông minh. Bản năng phản ứng chiến đấu hay bỏ chạy cũng tồn tại ở một loài động vật giống như một bản năng sinh tồn khi đối mặt với nguy hiểm. Tuy nhiên, ở một số loài còn có những hành vi phức tạp hơn thế khi chúng nhận biết được những nguy hiểm và đe dọa. Như loài vượn bonobo, khi có bất đồng trong đàn chúng không hề phản ứng một cách dữ dội. Thay vào đó, chúng làm lắng dịu xung đột theo một cách rất riêng. Nói chung, vượn bonobo là loài rất vị tha, chúng có khuynh hướng chia sẻ với các cá thể khác thay vì đánh nhau để tranh giành lãnh địa và quyền kiểm soát con cái nếu có xung đột xảy ra. Xã hội vượn bonobo chính là xã hội lý tưởng mà con người muốn hướng tới, một xã hội gắn như tuyệt đối chỉ có yêu thương và hòa bình. Không chỉ có vượn bonobo, khỉ gorilla ở Rwanda được biết đến như một ví dụ tiêu biểu về sự đoàn kết bảo vệ bầy đàn.
Khi bí mật đặt thiết bị quan sát chúng, các nhà bảo tồn đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy gorilla có thể nhận diện và vô hiệu hóa thiết bị của họ, nhưng dường như chúng đã xây dựng chúng một cách rất nhanh chóng và có tính hệ thống để phá hủy bất kỳ mối đe dọa nào mà chúng tìm thấy. 5. Ngại khó, ngại khổ. Cũng giống như con người, một số loài động vật cũng có xu hướng ngại khó, trì hoãn. Việc ngày hôm nay có thể để mai làm. Tiêu biểu trong số đó chính là chim bồ câu. Nhưng liệu bồ câu có thể đâm phải một chiếc ô tô khi chúng đang rong chơi trên đường phố không? Các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm và kết luận rằng chúng có khuynh hướng nhìn thấy trước những công việc khó khăn. Chính điều này giải thích cho sự thờ ơ của chúng khi không thèm bay lên để tránh chiếc xe đang di chuyển tới. 6. Tự kiểm soát. Con người chúng ta luôn cho mình ở đẳng cấp khác so với giới động vật nhờ vào trí tuệ siêu việt và khả năng tự kiểm soát bản thân. Chúng ta có thể kiềm chế trước những cám dỗ để đạt được điều tốt nhất mà ta mong muốn. Nhưng thực ra không phải chỉ mỗi con người có thể làm như vậy. Các nghiên cứu tiến hành trên tinh tinh đã chỉ ra chúng có thể không vội vàng lấy đi đĩa kẹo ngọt đặt trước mặt chúng. Các nhà khoa học cũng tìm ra rằng tinh tinh có thể sử dụng đồ chơi, tranh ảnh hoặc các vật dụng để chúng bị mất tập trung vào những cám dỗ trước mặt. 7. Thù dai nhớ lâu. Quả được biết đến như một loài vật khá thông minh, nếu muốn ăn cá ở sông thì chúng sẽ ngắt lá vứt xuống nước. Khi cá bơi đến là quả sẽ thừa cơ bắt mồi. Hay chúng có thể chọn thành công những hũ chứa lượng thức ăn nhiều nhất thông qua những con số được ghi trên nắp hũ trong một thí nghiệm của các nhà khoa học Nhật Bản. Tuy nhiên, chúng còn có khả năng ghi nhớ gương mặt của kẻ thù để trả đũa mỗi khi gặp lại. 7 7 đặc trưng của con người nhưng lại xuất hiện ở các loài động vật khiến chúng ta ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa đúng không nào? Các bạn thấy ấn tượng nhất về đặc tính nào? Hãy để lại comment dưới video nhé. Và đừng quên ấn subscribe kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật những video thú vị của Khám phá cùng Mít. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.